Thưa quý vị, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện thì đây cũng là nguyên nhân dẫn đến một số bệnh lý về da gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì thế trong số phát sóng ngày hôm nay của Nắng và Mưa, xin mời quý vị cùng nhau gặp gỡ chuyên gia của chương trình. Dạ xin được chào bác sĩ ạ. Dạ thưa bác sĩ, là với những cái cơn mưa đầu mùa báo hiệu một cái sự chuyển đổi như thế này thì chúng ta sẽ dễ gặp những cái căn bệnh nào về da? Mùa mưa thì với cái môi trường mà nó nóng ẩm, ẩm ướt như vậy thường xuyên thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các loại là vi khuẩn nè, hoặc là nấm nè, nó sẽ tăng sinh và nó phát triển nhiều hơn. Nên các bệnh nhiễm trùng ở ngoài da cũng như là cái tình trạng mà nhiễm do vi nấm thì nó cũng sẽ tăng nhiều hơn so với lại những thời điểm khác ở trong năm. Ví dụ như chúng ta có thể tăng cái tình trạng như là viêm nang lông, viêm da dầu, cái tình trạng nhiễm nấm ở ngoài da, và đặc biệt đó là tình trạng mà viêm da do các tổn thương ở mùa mưa gây ra. Có những cái biến chứng nào nguy hiểm trong những cái căn bệnh về da không bác sĩ? Thông thường thì đối với lại những cái tình trạng nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm vi nấm ở ngoài da thì đúng là nó chỉ giới hạn ở ngoài da thôi. Tuy nhiên đối với một số những cái trường hợp nếu chúng ta không kiểm soát tốt hoặc chúng ta chăm sóc bảo vệ không có kỹ thì cái tình trạng nhiễm trùng nó có thể lan rộng ra toàn thân và nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của mọi người. Dạ, có thể nhờ bác sĩ gợi ý một vài phương pháp để chúng ta phòng tránh những căn bệnh về da không ạ? Chúng ta sẽ phải giữ cái môi trường sống của chúng ta nó luôn khô thoáng, đảm bảo là nó không có ẩm ướt nhiều. Và thứ hai nữa đó là trong cái môi trường mà mùa mưa như vậy thì thường là nó đi kèm với cái tình trạng là nóng ẩm, thì chúng ta nên vệ sinh thân thể và nên thay đồ một cách thường xuyên, nhất là khi mà cơ thể chúng ta mà bắt đầu ra đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta nên luôn luôn là có sẵn một cái khăn để giữ cho lúc nào nó cũng khô thoáng. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, giống như bác sĩ vừa chia sẻ là cái việc cơ bản nhất chúng ta có thể làm để hạn chế những căn bệnh về da đó chính là vệ sinh cơ thể thường xuyên hơn. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng ngày mai trên kênh VTV.